Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Kính thưa các bác, hôm nay thì chúng em sẽ hướng dẫn các bác lựa chọn cái sản phẩm âm ni hay là vang số cho cái dàn karaoke nhà mình. Vâng, trong thời gian qua chúng có khá là nhiều bác gọi điện hỏi tới bên em là nên chọn dòng sản phẩm nào cho nó phù hợp. Thì thật ra là cái này thì nó cũng dễ thôi. Nhưng với những bác đang muốn bỏ ra một số tiền để đầu tư cho thiết bị âm thanh nhà mình thì cũng nên cân nhắc và hỏi chúng em. Thì hôm nay chúng em sẽ cho các bác cái câu trả lời là nên chọn vang số hay là âm ni các bác nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái sự giống nhau của âm ni và vang số. Thì sau đó thì chúng ta sẽ nói về sự khác nhau của âm ni và vang số. Đó, thì tiếp theo là chúng ta lại nói tiếp về cái mục nữa là nếu nên lựa chọn vang số hay là âm ni cho dàn karaoke nhà mình. Đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề là nên chọn mua những sản phẩm chính hãng ở đâu. Đó. Vâng, thưa các bác, thì chúng ta sẽ nói về cái sự giống nhau của vang số và âm ni. Thì đầu tiên thì vang số và âm ni nó đều là những thiết bị âm thanh, có chức năng là điều chỉnh tín hiệu âm thanh. Có nghĩa là nó cái chức năng ấy, thì nó đều là cho chúng ta ra cái chất lượng âm thanh để chúng ta có thể điều chỉnh và phù hợp với những giọng hát của từng người. Đó, cái đầu tiên là cái sự giống nhau là như vậy. Còn tiếp theo là tuy có những chức năng gọi là giống nhau như vậy nhưng chúng vẫn có sự khác biệt. Đó. Đặc trưng riêng mà các bác nên biết để có sự lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng cho dàn karaoke của nhà mình. Vâng, thì sự khác nhau của âm ni và vang số nó thể hiện ở cấu tạo và thiết bị phối ghép. Vang số phải sử dụng thêm cục công suất này. Đó. Thì khi mà cái đầu tiên là cái vang số này nó không có công suất như các bác nhé. Đó. Thì như cái âm ni thì là nó đã tích hợp sẵn công suất bên trong. Thế nhưng cái vang số thì nó không có công suất. Bắt buộc chúng ta khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải thêm chi phí là mua thêm một cục công suất. Đó. Đó là cái khác nhau đầu tiên. Tuy nhiên thì cái vang số đó, nó cho phép chúng ta có thể là chỉnh bằng phần mềm từ xa, bằng máy tính, thông qua kết nối wifi hoặc là chúng ta có thể kết nối có dây. Nên là cái thân máy của nó rất là nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển hoặc là lắp đặt. Còn âm ni thì đã tích hợp sẵn các cái chức năng, nó có sẵn các chức năng hiệu chỉnh và công suất. Bên trong thân máy nó là khá là dày đó và nặng. Nên là không phải, nhưng mà nó lại không phải là phối ghép những cái thiết bị thêm nữa. Chính vì thế mà trọng lượng của một chiếc âm ni khá là nặng này. Đó, bộ máy thì cồng kềnh. Đó là cái ưu và nhược điểm. Âm ni thường chỉ có những nút vặn điều chỉnh. Nó bó hẹp cái khả năng căn chỉnh của chúng ta. Đó. Ví dụ như là chúng ta muốn căn chỉnh echo, reverb hay bass chung chép chẳng hạn. Đó, nó được tích hợp sẵn trong bộ lọc của equalizer nên cách kết nối vô cùng đơn giản và dễ dàng. Đó, thì chúng ta là chỉ việc là căn chỉnh vặn vẹo này thôi. Đó, thì là nó rất là dễ dàng. Thôi vang số thì chúng ta sẽ phải chỉnh bằng máy tính. Đó, thì là đó là một cái gọi là ưu điểm của cái âm ni. Thế nhưng mà ví dụ như một số cái dòng âm ni ngày nay được cải tiến chứa các cái núm chức năng rất đơn giản. Đó, nó cắt được tiếng hú rít do mic hỗ trợ trực tiếp và nó mang được cái tiếng hát là trong trẻo hơn. Thì tuy nhiên thì các cái chức năng núm vặn như thế này thì nó vẫn chưa được chuyên sâu và chi tiết. Đó, thì bên cạnh đó thì các loại vang số có khả năng là nó trộn tín hiệu âm thanh. Các loại vang số bây giờ nó rất là cao cấp. Nó có thể là trộn tín hiệu âm thanh và điều chỉnh chuyên sâu theo ý muốn của
của các bác khi các bác sử dụng những tín hiệu âm thanh phát ra từ mic người hát, ví dụ như hay là các loại nhạc cụ được vang số thu lại và tiến hành gọi là tiến hành trộn hoặc là điều chỉnh âm thanh, các cái âm thanh này sao cho nó là thanh thoát, rồi là nói chung là các cái vang số như thế này là nó được tích hợp sẵn các cái ví dụ như là equalizer này, rồi nó có sẵn các cái bộ converter này, nói chung là rất là nhiều, nó tích hợp sẵn ở trong đây thì chúng ta sẽ không phải sử dụng một cái bộ máy cồng kềnh khi hoạt động đó, bởi vì là trong cái này thì nó đã có sẵn rồi đó, thì nó rất là nhỏ gọn. Thì do các cái tích hợp, do được tích hợp các cái chức năng như vậy, ví dụ như cái quan trọng nhất của cái vang số là nó được tích hợp cái AFS các bác nhé, là nó cái AFS là cái chính là cái cắt hú các bác ạ, rất là tốt trên cái vang số này, cắt hú rất là tốt, thì đấy là cái quan trọng nhất trên một cái thiết bị vang số. Cái thiết bị này nó có khả năng là kiểm soát toàn bộ hệ thống âm thanh, ngăn chặn tình trạng là cháy hỏng do chúng ta là sử dụng quá công suất. Thì như cái con âm ly này thì chúng ta không thể nào mà kiểm soát được công suất tự động, đúng không ạ? Chúng ta không thể kiểm soát được công suất, bởi vì sao, là chúng ta có thể là ví dụ như là một ai đó say rượu hoặc là nhà có trẻ con thì các cháu hoặc là ai đó thì người ta chỉ cần vặn quá thôi, vặn quá nên là công suất nó sẽ quá, một là cháy loa, hai là cháy âm ly, ba là gây ra cái hiện tượng này rú rít rất là cao, đúng không ạ? Thế nhưng cái vang số này thì nó lại khác, là chúng ta có thể là tùy chỉnh theo ý chúng ta muốn, và chúng ta có thể là khóa cái mức âm lượng. Em ví dụ là cái âm đi là cái vang số này là chúng ta đang đi với một cục công suất, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta lắp đặt với nhau thì em sẽ cho công suất là lên hết 100%. Đấy, cục đẩy công suất này em sẽ cho lên hết 100%, và em sẽ giới hạn mức âm lượng ở chính con vang số này. Ví dụ em thấy là cái mức âm lượng 20 là vừa đủ đó, thì em cho lên 22. Ví dụ như có những cái bài hát nó sẽ bé hơn chẳng hạn, thì em sẽ cho lên 2 và em khóa lại. Thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là chúng ta chỉ mở được lên mức 22 thôi, không thể lên được 25 hoặc là không thể lên được 100. Đó chính là cái rất là lợi thế khi chúng ta dùng cái vang số này. Và nữa là ví dụ lúc mà em khóa vào rồi thì chúng ta cũng chỉ vặn cái này nó chỉ lên được 22 thôi. Ví dụ như là effect này, đó, mic này, music này, thì em tất cả em đều khóa ở mức 22 chẳng hạn. Em ví dụ như vậy thì chúng ta cứ vặn mãi thì nó chỉ 22 thôi. Hoặc là chúng ta có thể vặn được về bé, về không được. Đó, vặn về không được nhưng mà vặn lên chỉ được 22 thôi các bác. Đó chính là một cái ưu điểm. Khi là chúng ta có thể là cho bất kỳ ai có thể động chân động tay vào đây đều được. Động chân động chạy tay vào đây thoải mái. Và khi mà người ta chỉnh chá, chỉnh chê không được thì nó mới lệch mất cái cấu hình, chúng ta chỉ việc tắt đi, bật lại thì nó lại sẽ lên cái cấu hình ban đầu. Đó, các bác khi sử dụng cái vang số cực kỳ yên tâm. Đó thì là hai cái sự khác nhau, cái ưu điểm và nhược điểm của nhau thì em cũng là vừa nói. Đó thì là nên lựa chọn vang số âm đi, thì là em nghĩ rằng là các bác là nên lưu ý các cái điểm yếu của nhau, và nên không cái nào nó có cái điểm yếu và cái điểm mạnh. Đó thì khi mà chúng ta chọn thì chúng ta cố gắng lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của các bác. Đó thì đó là cái điểm mạnh điểm yếu em vừa nói. Và từ trước đến nay chưa ai khẳng định là âm ly hay hơn hay là vang số hay hơn, và ngược lại chưa ai dám khẳng định cái điều đó. Đó thì bởi vì là tại sao, là mỗi người ta có một cái gu nghe nhạc riêng, và em cũng đi làm rất là nhiều nơi rồi, là người ta đang nghe nhạc âm đi quen rồi, và khi mà lắp vang số vào thì người ta lại không thích. Thật sự là có như vậy. Nhưng khi người ta đã hát vang số quen rồi thì người ta lại không thích âm đi nữa. Mỗi cái nó có một cái điểm riêng nhé các bác nhé. Mỗi cái một điểm riêng. Và khi mà chúng ta đã đang hát quen vang số thì chúng ta là rất là khó khi mà chúng ta hát âm đi. Nhưng khi đang hát âm đi quen rồi mà nhảy sang vang số thì rất là khó hát. Mới thì là như vậy, nhưng sau thì là em thấy là đa số là sẽ nghiện vang số nhiều hơn. Đó, bởi vì cái vang số nó nhiều tính năng rất là hay. Đó. Thì về âm ly. Về âm ly thì được sử dụng các cái tính năng được sử dụng trên những bộ dàn karaoke gia đình.
và nó các cái này thì thường là gia đình người ta hay sử dụng này các bác này. Đó, nó không quá là khó khăn khi chúng ta căn chỉnh. Đó. Và nó cũng rất là ít gặp sự cố. Đó. Thì còn vang số thì là lựa chọn. Còn vang số thì là chúng ta là nên nên lựa chọn cho khi mà chúng ta làm những cái sự kiện âm thanh công suất lớn, hoặc là chúng ta lắp đặt ở quán karaoke kinh doanh, hoặc là làm hội nghị hoặc sự kiện bên ngoài, thì cái này nó rất là tốt cho chúng ta làm được cái việc như vậy, bởi vì là nó không gặp những sự cố âm thanh đó không lường được trước. Ví dụ như là các cái, nói chung là các cái này nó rất là ít, hầu như là không sự cố đó, chúng ta chỉ việc mua về và làm thôi, rất là dễ sử dụng. Đó, nó chỉ khó lúc đầu là chúng ta set up, chúng ta chỉnh thôi. Thì cái vang số này để chỉnh thì trước thì em cũng có nói rồi là yêu cầu là phải có người kỹ thuật am hiểu về âm thanh thì mới chỉnh được. Đó, nó không như là âm ly. Đó. Và trước khi các bác mua cái thiết bị âm thanh, và các bác có thể gọi trực tiếp tới số điện thoại 0978 503 822 để được bên em tư vấn và hỗ trợ làm sao cho các bác có những cái bộ dàn âm thanh hợp lý nhất. Đó, nó hợp lý với túi tiền là đầu tiên này, hợp lý với cái nhu cầu sử dụng của các bác này. Đó, hợp lý cái nữa là cái đảm bảo được cái tuổi thọ cho sản phẩm của nhà mình. Đó. Thì là hiện tại thì bây giờ các cái dòng sản phẩm như thế này đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Thì các bác quan tâm vui lòng liên hệ từ số điện thoại 0978 503 822 để được bên em hỗ trợ. Hoặc các bác có thể để lại bình luận bên dưới, kỹ thuật bên em sẽ nhắn tin và sẽ trả lời các bác một cách nhanh nhất. Và em cũng cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.